Các chị đâu hết rồi ạ? Vào xem em like hàng mới về đi ạ. Nhiều váy, nhiều bộ, nhiều áo da đẹp lắm thế này. Các chị đâu hết rồi ạ? Xin chào các chị nha. Các chị đang xem like chia sẻ cho em rồi ạ. Các chị đang xem live chia sẻ nhiệt tình cho em nhỉ. Hôm nay em về rất là nhiều hàng mới nhá. Về rất nhiều bộ đẹp luôn nhá các chị nhá. Về rất nhiều bộ đẹp luôn nhá. Xin chào Biển Đỗ. Các chị ơi, các chị đang xem live chia sẻ cho em thôi ạ. Share lên các hội nhóm cho em, đẩy lượt view cho em nhá. Để em đi về nhiều hàng mới lắm, nhiều bộ đẹp lắm nhá các chị nhá. Hello. Các chị có thích bộ em đang mặc không ạ? Các chị có thích bộ em đang mặc không ạ? Xin chào Hà Thu Hằng, xin chào Nguyễn Thu Hà. Xin chào Loan Lưu. Áo đẹp nhỉ chị ơi, áo này đẹp mà, áo này có 80k thôi, mua một đôi là còn 150 nhá. 150k một đôi nhá, mua lẻ là 80k một chiếc ạ. Mua lẻ là 80k một chiếc nhá. Áo này quá là xinh luôn, mặc đẹp lắm này, mặc sang lắm. Cái này mặc mình mặc bên trong ấy, xong khoác một cái áo khoác bên ngoài ấy, hoặc thu đông mặc với chân váy cũng đều đẹp. Em vừa quần không chị ơi. Mai Lê, em yêu ơi, em bao nhiêu cân đấy? Em cân mình chiều cao cân nặng đi, chị chọn size cho. Chị nhận được hàng sáng nay rồi em nhé. Ok chị Lê Nhượng ạ. Lê gì đây? Lê Nhượng. Lê Nhượng à? Em cảm ơn chị nhá. À, quần chất có giày không chị? Chị ơi quần chất đẹp dày dặn chị ơi, có giãn nè. XL bao nhiêu kia? Chị ơi, XL là từ 57 đến 60kg mặc vừa nhá chị nhá. 57 đến 60kg mặc vừa nhá, gấu trắng nhá. Quần này em bao chất cho các chị luôn. Quần đẹp lắm. Đây nè. Đó. Có giãn thoải mái luôn, bao chất cho các chị luôn nhá. Xin chào bé Mít Ướt, xin chào Ướt Kim Hương nhá. Áo có màu gì thế? À có màu kẻ gì kẻ. Cao 1m65, nặng 58kg, mặc size XL cho em nhá. Chị Lan Anh Nguyễn nhá. Mặc XL cho em nhá. Chất này gọi là chất gì nhỉ? Chất ung. Chị Lan Anh Nguyễn ơi, 1m65 em sợ mặc quần này hơi bị cộc chị ạ. Cái này quần này chỉ dành cho người từ 1m6 đổ xuống thôi. 1m65 này em nghĩ là mặc nó hơi bị cộc ấy. Áo màu gì hả bạn? Áo này kẻ sọc màu vàng chị ạ. Áo này kẻ sọc màu vàng ánh kim nhá. Kẻ sọc màu vàng ánh kim nhá chị nhá. Hoàng Linh ơi, chất bung mì co giãn nhá. Chất bung mì co giãn nhá chị nhá. Đây này, em đứng gần cho xem nhá. Chất này đẹp lắm. Quần rời hay cả bộ vậy? Em bán quần rời chị ạ. Quần rời, áo rời ạ. Áo em đang mặc 80k, mua 2 chiếc còn 150k. Quần này là 120k nhá. Mua 2 chiếc còn 110k nhá chị nhá. Quần em đang mặc 120k, mua 2 chiếc là còn 110k nhá. Quần này đẹp mà chị. Trang Vân ơi, mình ở Yên Bái nhá. Mình ở Yên Bái nhá. Có quần nào không có đường sọc không chị? Em thích không quần quần. Hương Nguyễn hay thế thì có quần legging nha em nhá. Có quần legging nha em nhá. Áo này, áo em chỉ có một màu này thôi. Áo này em chỉ có một màu thôi chị ạ. Áo em đang mặc 80k nhá. Các chị mua 2 cái chỉ còn 150k, 2 chiếc thôi ạ.
Quần em đang mặc đây, quần em đang mặc là 120k, các chị mua hai cái thì chỉ còn 110k thôi nhá. Mua hai cái chỉ còn 110k thôi nhá. Mặc thích lắm, không không vai không xù không cắn chỉ luôn. Còn lại đang ngoài trong cuộc. Quần này chất đẹp lắm các chị này, em bao giá bao chất cho các chị luôn, không bay không xù không cắn chỉ đâu nhá, không bay không xù không cắn chỉ đâu, chất cốt tông ạ. Mai Ngọc đỗ cho em cái áo nhé, có màu nào khác không? 55 kg mặc vừa em nhé. Mai Ngọc đỗ ơi, 55 kg mặc vừa em nhá. Ship về Hải Phòng thì bao nhiêu? 25k nhá chị Trang Vân nhá. Ship ship COD 25k nhá chị Trang Vân nhá. Chị chỉ có một màu này thôi, chị chỉ có một màu này thôi nhá. Mai Ngọc Đỗ nhá. Chị chỉ có một màu này thôi. Đây với cả chị có áo da nữa này. Chị có áo da nữa nhá, Ngọc Mai Đỗ nhá. Áo da nữa. Áo da 55 kg mặc vừa đấy. Quần có size nhỏ không chị? Lan Nguyễn có size S nhá, chị Loan Nguyễn nhá. Có size S nhá, chị Loan Nguyễn nhá. Em có size S đấy ạ. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cho em nhé. Em có size S, M, L, XL chị ạ. Có size nhỏ đấy. Chị bao nhiêu cân ạ? Chị cân bằng chiều cao cân nặng đi. Quần này thì chỉ dành cho một người từ 1m6 đổ xuống mặc thôi nhá. Còn trên 1m6 thì em nghĩ là mặc nó hơi bị cộc ấy. Đây có áo da đây này, Mai Ngọc Đỗ ơi, có áo da nhá. Có áo da mỏng thời trang đây này. Cả quần và áo nha chị. Ok Ngọc Mai Đỗ nhá, chốt cho Ngọc Mai Đỗ một quần một áo nhá. Ok. Ngọc Mai Đỗ em mặc quần size size gì đấy, Ngọc Mai Đỗ? Quần chị mặc bao nhiêu? Quần chị mặc 120k một chiếc nhá, mua hai chiếc còn 101 nhá. Quần chị mặc 120k một chiếc nhá. 120k thôi nhé. Mua hai chiếc là chỉ còn 110k thôi nhá. Xem áo trong bạn ạ. Ok, áo trong mình mặc đây. Nó mai đi còn cần mình thay. Chắc là tí gọi điện thoại thôi. Một áo thì áo cần nhớ đấy khác. Thấy bạn đó. Đây, áo mình mặc bên trong đây 80k một chiếc. 80k một chiếc nhá các chị nhá. 80k một chiếc ạ, mua hai chiếc thì là 150k hai chiếc. 150k hai chiếc nhá các chị nhá. Quần XL bao nhiêu kg vừa em? Quần XL là dành cho người từ 57 đến 60 kg nhá chị nhá. Áo da chị đang mặc bao nhiêu tiền? Áo da chị đang mặc này là 220k nhá. 220k bao giá bao chất nhá. Đây có thêu hai con công ở hai bên đường tay này này. Thêu bằng tay luôn nhá. Áo da pha lưới luôn nhá. Chị bao giá bao chất cho nhá, Mai Ngọc Đỗ nhá. Đây áo bên trong mình mặc đây. Áo này mặc thích lắm. Mà có 80k thôi, mua hai chiếc là 150k hai chiếc nhá các chị nhá. Quần mình bán lẻ là 120k một chiếc nhá. 120k một chiếc, mua hai chiếc là còn 110k nhá. Chị cao 1m bao nhiêu? Chị cao 1m6 nặng 50 kg nhá Văn Hoàng nhá. Minh Vương với áo chị mặc bao nhiêu? Áo trong mình mặc là 80k nhá. Áo trong mình mặc là 80k nhá Minh Phương Nguyễn nhá. Còn áo da này là 220k. 220k nhá các chị nhá. Áo da em đang mặc là áo da mỏng thời trang 220k nhá. Áo trong mình đang mặc là 80k nhá Trang Huyền nhá, 80k nhá. Còn áo da ở ngoài này là 220k nhá. Quần chị ướm cho em. Chị chốt cho em cái áo và cái áo da đi, em không lấy quần nữa. Mai Ngọc Đỗ ơi, em cân bằng chiều cao cân nặng đi. Mai Ngọc Đỗ không lấy quần nữa. Lấy một áo da với một áo này. Mai Ngọc Đỗ áo da. Mai Ngọc Đỗ ơi, em nghe điện thoại đi. Em nghe điện thoại đi. Để bên shop chị bây giờ gọi đây. Gọi lại cho Mai Ngọc Đỗ.
Chị cao bao nhiêu? Chị cao 1m60. Chị cao 1m60, nặng 50kg nhá Văn Hoàng nhá. Áo chị mặc bên trong là 80k nhá. Áo chị mặc bên trong là 80k nhá. Áo chị mặc bên trong là 80k nhá em nhá. Còn áo da chị khoác ở ngoài này là 220k nhá. 220k áo chị mặc ở ngoài nhá, quá đẹp luôn. Đó, các bạn mặc với quần legging hoặc là với quần da xong đi đôi giày cao gót hoặc đôi bốt lên thì quá trang chảnh luôn này. Áo da chị ơi, áo da chị bao? Chị bao nhiêu cân ạ? 5 cân. Mặc vừa. Size L. Size L. Áo da chị áo bạn mặc bao nhiêu? Không, chị hỏi áo nào đấy ạ? Chị hỏi áo trong hay áo ngoài ạ? Chị hỏi áo trong kẻ sọc này hay áo da em mặc bên ngoài ạ? Áo mình mặc bao nhiêu? Áo bên trong mình mặc là 80k nhá. Áo bên trong mình mặc là 80k nhá các bạn nhá. Còn áo mình khoác bên ngoài này là 220k này. Minh Phương Nguyễn cho mình hai quần. Chị Mai Hoàng ơi, ok. Ok, chốt cho chị Mai Hoàng hai quần size L nhá. Chốt cho chị Mai Hoàng hai quần size L nhá. Ok. Áo da bao nhiêu kg mặc vừa? Áo da mình chỉ còn size L thôi. Áo da mình chỉ còn size L thôi nhá mọi người nhá. Từ 50kg đến 50 đến 55kg mặc vừa nhá. Áo da có màu xanh rêu không? Không có màu xanh rêu đâu bạn ơi. 1m63, nặng 54kg, áo da vừa không? Vừa bạn nhá. Vừa nhá, xinh xinh nhá. Vừa nhá, xinh xinh nhá. Áo ngoài có size to không? Mai Doãn ơi, size to mình có size XL nhá. Áo ngoài mình đang mặc là 220k nhá. 220k này, có theo hai con công ở hai bên cánh tay nè. Đó. Áo ngoài mình đang mặc là 220 nhá. Áo ngoài mình đang mặc là 220 nhá các bạn nhá. Áo này mình còn. Mai Ngọc Đỗ cho địa chỉ rồi này. Chị lấy hai cái khác nhau đúng không? Gửi chiều nay cho em chị. Ok, hàng nhà chị đi ngay trong chiều mà em. Áo mình đang mặc bên trong này là 80k. Áo mình đang mặc bên trong này là 80k nhá các bạn nhá. Em ơi, có cái áo da màu xanh không? Em không có áo da màu xanh đâu. Em không có áo da màu xanh đâu nhá. Đây ạ, quần em đang mặc đây các chị ơi. Quần em đang mặc đây nhá các chị nhá. Em bao giá bao chất cho các chị luôn. 120k bán lẻ, mua 2 chiếc là chỉ còn 110k một chiếc thôi nhá. Quần em đang mặc đây nhá. Các chị mặc lên xong đi một đôi giày lười hoặc là đôi giày thể thao màu trắng hoặc là màu đen lên ấy. Xong rồi mặc với một cái áo khoác gió màu đen ở bên ngoài hoặc là màu trắng ở bên ngoài cũng rất là xinh đấy ạ. Áo chị đang mặc 80k nhá. Áo chị đang mặc là 80k nhá. Áo này chị đang mặc là 80k nhá. Mua 2 chiếc là còn 150k. Mua 2 chiếc là còn 150k. Áo ngoài là 220k nhá. Áo ngoài mình đang mặc là 220k nhá. 220k mình còn size L và size XL nhá. Mình còn size L và size XL nhá các bạn nhá. Chị cầm áo da cho em xem nào. Hôm nay Mai Ngọc Đỗ chốt rồi mà cứ hỏi nhiều thế. Đây nhá, Mai Ngọc Đỗ đây, chất đây em ơi, chị bao giá bao chất cho em luôn. Bao giá bao chất cho em luôn nhá. Đảm bảo là hàng da đẹp nhá. Đây là da mỏng pha lưới. Có thêu hai con công ở hai bên cánh tay này.
này, hàn theo bằng tay luôn nhá. Quá sang luôn đây nè. Chị bao giá bao chất luôn nhá. Bao giá bao chất cho em luôn nhá. Có 220k thôi. Quần có bị sung không? Không, không sung đâu em nhá. Không đâu em nhá. Đây là chất cốt tông ấy, chất cốt tông ấy, chất cốt tông không bay không xù không cắn chỉ luôn nhá. Mình bao giá bao chất cho các bạn luôn nhá. Đây là chất cốt tông không bay không xù không cắn chỉ nhá. Chị lấy áo da size L. Ok, em chốt cho chị Thảo Bùi nhá. Hà Nguyễn, áo đó có mấy màu vậy em? Hà Nguyễn ạ. Em chỉ có màu này thôi chị ạ. Em chỉ có áo em chỉ có màu này thôi ạ. Chị Hoa Nguyễn hỏi áo da hay là áo em đang mặc trên người ạ? Mẫu xinh quá, ok. Em cảm ơn Dương Vũ nhá. Mai Ngọc Đỗ, ok, Mai Ngọc Đỗ nhá. Có được xem hàng không? Không, bên mình không có, không cho đồng kiểm đâu ạ. Hoàng Thanh, mình đảm bảo là hàng bạn nhận được là những cái mẫu mình đang deliver trên livestream này nhá. Đảm bảo với bạn là hàng bạn nhận được là những cái mẫu mình đang livestream nhá. Áo da đó có một bạn mua ở đâu được 150k đấy? Bạn mua ở đâu được 150k đấy bạn? Mình nhập 150k còn không có giá đó đâu bạn ơi. Lấy 3 cái đó được giảm không và được miễn ship không? Không được miễn ship đâu nhá. Không miễn ship đâu Ma Thị Xuyến nhá. Mình không miễn ship đâu Ma Thị Xuyến nhá. Mặc vào mình xem được không? Mặc cái áo da này ạ. Áo da mỏng thời trang này mình bán 220k nhá. 220k nhá. Có thêu hai con công thêu bằng tay ở hai bên cánh tay này các chị ạ. Quá là đẹp luôn. Hàng da pha lưới nhá. Da pha lưới em đảm bảo, em cam kết chất đẹp cho các chị nhá. Chị bao nhiêu cân ạ? Vâng, chị 60 cân chị. Đây, áo da em đang mặc đây. Áo da em đang mặc đây các chị ơi. Áo da em đang mặc đây nhá. Chị nào hỏi áo da em đang mặc đây nhá. 220k. Có 220k thôi, em bao giá bao chất cho các chị luôn. Cái bạn bằng kia lúc nãy bạn mua ở đâu được giá 150k thì mình không biết. Nhưng hàng mình nhập vào 150k còn không nhập được áo này luôn nhá bạn nhá. Ai mua hàng bên em rồi thì biết, ai mua hàng bên nhà em rồi thì biết hàng của nhà em lúc nào cũng là chất đẹp và đảm bảo là áo mình đang mặc 220k nhá, mắt một mí nhá. 220k nhá, mắt một mí nhá. Áo mình đang mặc 220k nhá, mắt một mí nhá. Quần mình đang mặc là 120k nhá. Quần mình đang mặc là 120k nhá. Năm bảy cân mặc được không? Áo mặc cho áo mình mặc bên trong 80k nhé. Áo mình mặc bên trong 80k nhé các bạn nhé. Áo mình mặc bên trong 80k nhé. Áo mình mặc bên trong 80k nhé. Áo bên trong cái áo chi có hai màu ạ, màu trắng với màu áo chi trắng và áo chi vàng chị ạ. Có kiểu gì khác không? Thì đúng rồi ạ. Bên em mình chỉ còn size L với size XL thôi nhá. Size L và size XL với mắt một mí nhá. Mắt một mí cân mừng chiều cao cân nặng mình lựa size cho nhá. Mắt một mí cân mừng chiều cao cân nặng mình lựa size cho nhá. Xem mẫu. Nếu không đúng trên line ấy thì bên em cho chị đổi lại thì đổi lại được. Chứ không phải là kiểm tra trước khi nhận chị ạ. Chị ship áo mặc vừa và đẹp chị yêu nhé. Có mẫu mới em lại ủng hộ. Ok, thank you Mai Ngọc Đỗ nhá. Cảm ơn Mai Ngọc Đỗ nhá. Có kiểu gì khác không? Chị hỏi kiểu gì? Chị hỏi kiểu nào ạ? À? Chị hỏi áo ạ? À? Mắt buồn mí. Đây, chị ơi, tức là bây giờ bên viện gửi hàng cho chị thì chị sẽ nhận hàng về nhà đã. Chứ không phải là kiểm tra luôn ở đây chị ạ. Quần em đang mặc là 120k chất cốt tông nhá. Không bay không xù không cắn chỉ nha các chị nhá. Quần em đang mặc là chất cốt tông, không bay không xù không cắn chỉ nhá. Vâng, thì tức là chị vâng, em biết là thì đây ý của em là đây, áo em đang mặc
220k nhé các chị nhé. 220k. Đây quần em đang mặc đen chất bon lãn nhá. Đất tông không bay, không xù, không cắn chỉ nhá. Em bao giá bao chất cho các chị luôn ạ. 120k một chiếc lẻ, còn mua 2 chiếc chỉ còn 110k thôi ạ. Khách cứ nhận hàng bên em về đã. Xong rồi khách kiểm tra sau. Dạ vâng. Lại đủ 57 cân cao 1m 55 có mặc vừa không? Áo em đang mặc 220k nhá. Áo em đang mặc 220k. Áo em đang mặc 220k nhé các chị nhé. Áo em đang mặc có 220k, còn hai size là size L và size XL nhé. Mọi người đặt hàng cứ comment chiều cao cân nặng đi. Nguyễn Thảo 57kg cao 1m55. Mặc cỡ gì vậy chị? 57kg cao 1m55. Chị cứ nhận cho em. Áo à em? Áo thì em mặc size size XL chị nhé. Cao 1m55 à? Mặc XL chị nhé. Nguyễn Thảo cao 1m55 thì mặc XL cho chị nhá. Nguyễn Thảo đặt hàng để lại số điện thoại nhá. Áo mình đang mặc là 220k nhá các bạn nhá. 48kg cao 1m53. Mắt một mí. Chị mặc size S, à mặc size M cho em ạ. Mắt một mí mặc size M nhá. Đây áo thun em ơi. Áo thun này là 80k nhá. Áo thun này là 80k nhá. Áo này 80k nhá. Kẻ sọc là có hai màu, kẻ sọc màu trắng với cả kẻ sọc màu vàng ánh kim nhá. Kẻ sọc màu trắng với cả kẻ sọc màu vàng ánh kim nhá. Có 80k các bạn mua 2 chiếc chỉ có 150k thôi. 150k 2 chiếc nhá. Quần mình đang mặc quá xinh luôn này. Năm mươi kg cao 1m59 mặc size gì em? Chị mặc M cho em nhá. Gấu con chị mặc M cho em nhá. Gấu con mặc M cho em nhá. Đấy, coi nhiều không? Cháu không biết không? Có chị nào thích quần em đang mặc không ạ? Có chị nào thích quần em đang mặc không ạ? Quần em đang mặc có 120k đấy nhá. Quần em đang mặc 120k nhá. Các chị mua 2 chiếc là còn 110k nhá. Các chị mua 2 chiếc chỉ còn 110k nhá. Áo khoác mình áo khoác da da mỏng mình đang mặc là 220k nhá, thuộc vũ nhá. Vậy chị cho em XL nhá. Ok, chốt cho Nguyễn Thảo. Chốt cho Nguyễn Thảo XL nhá. Em là 1m6 ạ. Em 1m6. Hồi này 9m6 để xuống. Trên 1m6 sẽ cọc nữa. Trên 1m6 là mặc hơi bị cọc. 9m6 để xuống được rồi. Nhưng mà thực ra em thích mặc nó lên đây thôi, đi giày thể thao. Thì trông lại trẻ trông nó kiểu trẻ. Trẻ. Cái quần này kể cả 20 tuổi mặc được mà. Cái quần này 20 tuổi mặc được và 60 tuổi mặc cũng được. Riêng cái quần này thế. Quần này dễ mặc. Dễ mặc, nó có cái sọc hai bên này. Sọc hai bên này. Chị về lôi luôn hai bên. Lôi luôn vào luôn. Hôm qua chị mặc quần này dễ mặc. Tớ bảo là hôm qua chị mặc cái quần sọc nhá, mình áo len chẳng ai chốt. Khi chị mặc cái quần này, cái quần ở nhà này, áo len chắc chắn là màu. Mình chỉ có một màu đen này thôi nhá. Chắc là màu luôn. Mình đang giới thiệu tất cả những gì mình đang mặc trên người này bạn. Áo này mình đang mặc 80k, quần 120k, chị mặc quần này, áo len xong đi một cái đôi giày thể thao của chị. Chị ơi bán tất cả những thứ trên người của chị cho em đi. Mình có chế độ đồng kiểm đâu, mình không cho đồng kiểm đâu thuộc vũ nhá. Mình đảm bảo với bạn là hàng, bạn nhận được là những sản phẩm mình đang review này nhá. Áo mặc, bạn mặc bao nhiêu áo? Bên trong mình đang mặc 80k nhá Mạnh Hảo nhá. Mua 2 chiếc còn 150k nhá. Áo này thì mình có 2 màu, cái sọc này có màu vàng ánh kim với cả màu trắng ánh kim nhá. Có màu vàng ánh kim với cả màu trắng ánh kim nhá. Gấu con chân trần. Bạn cứ để lại số điện thoại đi. Bạn cứ để lại số điện thoại cho mình đi. Mình sẽ gọi cho bạn nhá. Gấu con chân trần nhá. Áo da này là 220k nhé. Áo da 220k nhé các bạn nhé.
120k nhá, mua 2 chiếc còn 110k. Áo mình đang mặc là 80k, mua 2 chiếc còn 150k nhá các bạn nhá. Mạnh Hà ở trang cá nhân bạn có mẫu không nhá? Mình chỉ livestream thôi nhá, mình livestream thôi nhá. Không thì bạn cứ vào inbox cho mình đi, mình gửi mẫu cho mình hai cái áo bạn đang mặc. Ok, chị Thanh Hoài lấy kẻ ánh kim màu vàng hay là màu trắng ạ? Vứt cho một cái màu trắng hay cái cổ kim. Chị Thanh Hoài lấy hai cái em đang mặc cho em số điện thoại nhá. Chị cho em số điện thoại đi Thanh Hoài. Áo phát da mỏng, bạn mặc bao nhiêu? À, mình có size lớn hơn nhá. Nguyễn Thanh Hằng nhá, mình áo da mỏng mình đang mặc có size lớn nhá, mình có size XL nhá. Nguyễn Thanh Hằng để lại số điện thoại đi ạ. Chị ơi em nhầm số điện thoại, số đúng. Ok, Nguyễn Thảo nhá. Chốt cho Nguyễn Thảo cho lại số điện thoại. Nguyễn Thảo cho lại số điện thoại. Mặc thử áo khoác. Ok, để mình mặc thử áo khoác nhá. Đây, áo khoác da mình đang mặc đây, áo da không phải, chẳng phải là áo khoác đâu, áo da mỏng ý, mọi người mặc một chiếc áo khoai dây hoặc là áo ren hoặc là một cái áo thun ở bên trong ấy, xong là mặc cái này vào nhá. Đây. Đây nhá các chị ơi, chị lấy hai áo khoác size M. Ok, chị gấu con chân trần nhá, xem có màu gì bạn. Đây cái áo thun em đang mặc đây, nó còn màu trắng, màu kẻ sọc trắng ánh kim này, nhưng mà nó là cổ tim nhá. Nó là cổ tim chứ không phải cổ tròn như em đang mặc đâu. Còn một màu trắng ánh kim nữa nhưng nó là cổ tim nhá. Cổ tim chứ không phải cổ tròn nhá. Chị nào ấy cổ gầy dơ xương ra thì nên mặc cổ tròn như em này. Còn chị nào mà người đầy đặn ấy thì mặc cổ tim này cho em nhá. Áo da mình đang mặc 220k nhá Nguyễn Hường nhá. 60kg vừa size XL không? Hương Phạm. Chị Truyền Nguyễn ơi. Chị lấy size gì ạ? Chị lấy áo da size gì ạ? Chị bao nhiêu cân? Truyền Nguyễn cho số điện thoại rồi. Ok, chốt cho Truyền Nguyễn nhưng mà chị để lại số điện thoại đi. À nhầm, để lại cân nặng đi để em chốt size cho chị nhá. 60kg à? 60kg thì mặc vừa nhưng mà phải bụng nhỏ thì mới mặc được chị ạ. Nếu mà 60kg mà bụng to thì em nghĩ là nó lỡ bụng ý chị. Áo em đang mặc là 220k nhá các chị nhá. Áo ngoài em đang mặc 220k và áo trong là 80k nhá các chị nhá. Áo ngoài em đang mặc là 220k và áo trong là 80k nhá. Áo em cầm tay là 80k nhá. Mua 2 chiếc là còn 150k chị ạ. Áo ánh trắng cổ tròn Thùa Vũ. Chị Thùa Vũ lấy mấy cái ạ? Chị Thùa Vũ lấy một đôi đi cho còn 150k một đôi này chị Thùa Vũ. Áo em cầm tay 80k, mua một đôi là còn 150k nhá. Quần có bị sổ lông không chị ơi? Em cam kết bao chất bao giá cho các chị luôn. Quần không bay không xù không cắn chỉ. Quần không bay không xù không cắn chỉ. Và nó là chất cốt tông mềm co giãn nhá. Chất cốt tông mềm co giãn nhá. Không bay không xù không cắn chỉ nha các chị nhá. Cho chị áo em cầm tay nhé. Chị Cao Thu Hà lấy mấy cái ạ? Chị Cao Thu Hà chị lấy mấy cái áo em đang cầm tay ạ? Chị lấy mấy cái em đang cầm tay thì căng mình đi. Khổ tim mà. Áo ngoài em mặc 65kg mặc được không? Phan Nguyễn Hạnh, 65kg thì không vừa rồi chị ơi. 65kg không vừa đâu chị nhá. Cao Thu Hà lại cho chị cổ tròn à? Cho chị cổ tròn thì chỉ có màu vàng ánh kim chứ không có màu trắng ánh kim đâu. Cổ tròn em đang mặc này chị Cao Thu Hà ơi. Em đang mặc cổ tròn nhá, chị Cao Thu Hà nhá. Chị Cao Thu Hà lấy cái này à? Chị Cao Thu Hà một cái. Chị cho em số điện thoại đi, chốt cho Cao Thu Hà một cái cổ tròn nhá. Chị Cao Thu Hà cho em số điện thoại nhá. Có chân váy không chị ơi? Mình chỉ có set váy có chân váy thôi. Mình chỉ có set bộ váy có chân váy thôi nhá. Mình chỉ có set bộ
nhá, mình like sang xếp này nhá. Chị Cao Thu Hà cho em số điện thoại đi ạ. Em ơi, bỏ hết đồng áo góc kia ra, còn bao nhiêu là còn từng để áo thôi nhá. Xong tập trung quần cho chị. Xem còn áo. Hồng Ly áo 80k. Hồng Ly ơi, lấy bạn lấy kẻ sọc trắng kim sa cổ tim hay là lấy kẻ vàng vàng kẻ sọc cổ tròn? Bạn lấy cổ tròn hay cổ tim nhỉ? Bạn lấy cổ tròn hay cổ tim nhỉ? Bạn lấy cổ tròn hay cổ tim đó? Áo khoác da và áo thun sọc vàng chị đang mặc cổ tròn 45kg. Ok, em chốt cho Mia Trần. Ok, em chốt cho Mia Trần nhá. Mia Trần này. Áo thun sọc vàng và cổ tròn với cả một áo da. Áo da size M. Mia Trần. Quần em đang mặc có sọc trắng và sọc vàng nhá. Quần em đang mặc cũng có sọc trắng và sọc vàng nhá các chị. Quần em đang mặc có sọc trắng và sọc vàng nhá. Quần em đang mặc bao nhiêu, có màu khác nữa không? Đây em có hai màu chị ơi, em chỉ có màu đen nhưng cái nó khác nhau ở màu kẻ sọc nhá. Một màu kẻ sọc màu trắng và kẻ sọc màu vàng nhá chị nhá. Một áo bạn mặc 0987. Ok, em chốt cho Minh Phương Nguyễn nhá. Em chốt cho Minh Phương Nguyễn một áo cổ tròn nhá. Cho em cổ tròn Hồng Ly đây, chị xin số điện thoại đi em. Chốt cho Hồng Ly một cổ tròn. Chốt cho Hồng Ly một cổ tròn nhá. Cho chị số điện thoại nhá. 53 ký vừa không? Vừa chị ạ. Áo áo da mình đang mặc là 220k nhá. Áo da mình đang mặc 220k nhá. Đi ăn chẳng lấy da thay đấy. Da mờ. Có bây giờ còn ấy chứ không? Còn vàng ạ. Còn vàng ạ. Áo da mình đang mặc 220k nhá. Ok Mia Trần. Mia Trần bao nhiêu cân đấy ta? 45kg. Áo mình đang mặc 220k nhá. Áo khoác em đang mặc nhé. Áo em đang mặc 220k nhá. 220k. Áo em đang mặc 220k. Cho xem kỹ áo da đang mặc. Đây chị ơi, em ngồi sát cho chị xem nhá. Em bao giá bao chất cho các chị luôn. Em bao giá cho các chị luôn nhá. Hàng các chị nhận được là những mẫu em đang livestream đây nhá. Ok chị ơi, quần đây ạ. Quần em đang mặc đây. Quần em đang mặc có hai kẻ sọc nhá. Kẻ sọc màu trắng với cả kẻ sọc vàng nhá. Kẻ sọc trắng với cả sọc vàng nhá. Em bao giá bao chất cho các chị luôn. Chất không bay, không xù, không cắn chỉ nhá. Chất cốt tông mềm nhá các chị nhá. Quần này mặc thích lắm, đi chơi hay mặc ở nhà đều thích nhé. Đó, mặc nó còn nâng mông nữa cơ. Mặc nó còn nâng mông nữa. Áo da 55kg, cao 1m50 nhé. Ok, Truyền Nguyễn nhá. 55kg chị mặc size L cho em nhá. Truyền Nguyễn mặc size L cho em nhá. Chốt cho Truyền Nguyễn một áo da nhá. Quần em đang mặc là lẻ là 120k. Mua hai cái là còn 110k nhá. Chị Cao Thu Hà nhá. Quần em đang mặc chị Hiền Lê, quần em đang mặc là 120k nhá. Mua hai chiếc là còn 110k. Áo da có size không chị? Mình có size nhá. Mình có size nhá, Hồng Ly nhá. Đây chị ơi, quần em đang mặc là chỉ dành cho người từ 1m6 đổ xuống nhá. Còn mà trên 1m6 thì mặc nó hơi bị cộc ấy, hơi bị ngố ấy. Nhưng mà em thì là em lại thích mặc ngố như thế, xong đi giày thể thao màu trắng và nhìn rất là đẹp, nhìn trẻ trung ấy. Còn chị nào thích dài ấy thì chỉ chốt cho người từ 1m6 đổ xuống ấy. Còn chị nào mà kiểu 1m62, 1m63 thì cũng vẫn có thể mặc được. Nhưng mà các chị mặc nó hơi bị cộc ấy. Nhưng mà mặc cộc như thế nó lại trẻ ấy. Quần này là chất cốt tông mềm co giãn nhá. Chất cốt tông mềm co giãn có hai màu sọc kẻ nhá. Sọc kẻ vàng và sọc kẻ trắng nhá. Không bay không xù không cắn chỉ nhá. Không bay không xù không cắn chỉ luôn. Mình bao giá bao chất cho các bạn luôn nhá. Ok, chốt cho Minh Phương Nguyễn một quần sọc vàng nhé. Quần sọc vàng. Minh Phương Nguyễn mặc size M cho mình nhá. Minh Phương Nguyễn mặc size M cho mình nhá. Chốt cho Minh Phương Nguyễn một quần sọc vàng nữa nhá. Chốt cho Minh Phương Nguyễn một quần sọc vàng.
đứa chị. Lấy chị áo ra em năm mặc chị 55kg chị mặc size L cho em nhé, Gia Hân Nguyễn nhé. Chốt cho Gia Hân Nguyễn một áo da size L nhé. Chốt cho Gia Hân Nguyễn một áo da size L nhé. Vâng, 1m65 thì em nghĩ là mặc nó hơi bị cộc cộc ngố ngố ấy chị. Mình không có áo da khác không áo da khác đâu nhá. Áo em mặc là áo da hay gì vậy? Áo em đang mặc là áo da mỏng nhá. Áo da mỏng size lưới nhá. Có thêu hai con công ở hai bên cánh tay này nhá chị nhá. Em bao giá bao chất luôn này. Có 220k thôi. Có 220k thôi nhá. Đây chị ơi. Ống này chị ơi, ống của nó đây, ống đây. Vứt cho chị. Áo mình đang mặc 220k nhé. Áo ngoài mình đang mặc là 220k và áo trong là 80k. Áo ngoài mình mặc là 220k và áo trong là 80k nhé. Quần mình đang mặc là 120k nhé. Bạn gửi áo ra cho mình chưa? Nếu chưa gửi thì gửi luôn cho mình lần sau còn cùng với áo. Hương Liễu, bạn đặt hàng hôm nào nhỉ? Nếu mà bạn đặt hàng hôm qua thì hàng nhà mình đi rồi nhá. Hôm qua thì hàng nhà mình đi rồi nhá. Tối qua mình có áo ra. Ok, chốt cho Hương Liễu nhá. Hương Liễu đặt hàng tối qua đúng không? Ok, thế thì hàng nhà mình chưa đi đâu. Chốt cho Hương Liễu một quần sọc vàng. Chốt cho Hương Liễu một quần sọc vàng. Bây giờ tức là chị chuyển thành 225k đúng không? Chị ơi, chị lấy áo ra. Rồi ok, em chốt cho Hương Liễu một quần sọc vàng nữa nhá. Em sẽ dồn đơn cho chị ạ. Áo trong mình còn màu sọc trắng kim sa nhá. Áo trong mình còn sọc trắng kim sa nhưng mà nó là cổ tim nhá. Ai cổ gầy thì mặc lên cổ tròn cho mình, còn ai mà đầy đặn rồi thì mặc sang bản. Ai đầy đặn thì mặc cổ tim cho mình nhá. Hương Liễu lấy một quần sọc vàng dồn đơn. Sọc vàng thử đấy. Chị Hương Liễu ơi, gọi đi. Chị Hương Liễu, chị mặc quần size bao nhiêu ạ? Chị bao nhiêu cân? Hương Liễu cho em số cân đi để em chốt size ạ. Chốt em một áo da, một cổ tròn. Hồng Ly ơi, em bao nhiêu cân? Hồng Ly bao nhiêu cân nhở? Hồng Ly lấy một cổ tròn nhá. Hồng Ly lấy một vàng cổ tròn với cả một áo da. Nhưng mà Hồng Ly cho chị số cân đi để chị xem áo da em mặc, áo da em mặc size bao nhiêu. Mình chưa gửi đâu nhá. Mình chưa gửi đâu nên mình sẽ dồn đơn cho Hương Liễu nhá. Hương Liễu cho mình số cân đi để mình chốt size cho bạn nhá. Hồng Ly cho chị số cân đi để chị chốt size nhá. Áo da là dài tay nhá các bạn nhá. Áo da mình đang mặc là dài tay đấy, không phải cộc tay đâu. Hương Liễu size nằm nhỏ nhất. Quần là size S nhỏ nhất nha chị nhá. Size S nhỏ nhất là dành cho người từ 44 đến 47kg nhá. Em già trẻ mà mới hết 60 tuổi. Em 50kg. Hồng Ly lấy một cổ tim. Hồng Ly lấy một cổ tròn, một cổ tim. Này, cổ tròn này. À, cổ tim này. Hồng Ly lấy một cổ tròn với một cổ tim với cả một áo da. Áo da size M còn không nhỉ? L với L. Chỉ còn tầm 5 cái L, 5 cái X L với 5 cái 2 cái L của em. Còn áo này còn thứ này thôi, còn lại quần bao nhiêu cũng có nhé. Tập trung quần chứ. Để cái mất thời gian thì 50kg. Mặc size L được không? Cái gì? Áo? Được. Riêng là mặc. Có nhá, chốt cho Hương Ly nhá. Chốt cho Hương Ly. Hương Ly lấy một cổ tim, một cổ tròn với cả một áo da. Chốt cho Hương Ly nhá. Nguyễn Tươi, chị lấy hai quần hai màu 58kg nhé. Ok, em chốt cho chị Nguyễn Tươi hai quần, một sọc vàng, một sọc trắng. Chốt cho Nguyễn Tươi một sọc vàng, một sọc trắng nhé. Quần này. Áo da. Nhưng mà áo da mình chốt được mấy cái rồi nhỉ? Khách hỏi nhiều quá. Nhiều quá. Con có khoảng 30 áo da rồi. Cho mình một áo da size nhỏ, một áo cổ tròn. Sống Khác ơi, cho mình số cân đi.
sống khác cho mình số cân đi. Em cứ chốt đi nhá, cứ chốt áo ra với quần. Chốt, em cứ chốt hết mà. Áo da mình đang mặc 220k nhé. Áo da mình đang mặc 220k nhé. Có 3 size M, L, XL nhé các chị nhé. Có 3 size M, L, XL ạ. Sống khác cho mình số điện thoại. Sống khác cho mình số điện thoại. Chốt cho sống khác một áo da với cả một cổ tròn nhé. Một áo da với cả một áo cổ tròn nhé. Mình đang mặc size L nhé các bạn nhé. Mình đang mặc size L nhé các bạn nhé. Có lấy không? Quy thêm cái quốc không? Ok, chốt cho Hồng Ly áo da size L. Chốt cho Hồng Ly áo da size L nhá. Chốt cho Hồng Ly áo da size L. Mình 43 đến 44 nặng ơi. 44 cân thì mặc size M được. Ok, chốt cho sống khác áo da size M nhá. Quần bạn đang mặc size bao nhiêu? Mình đang mặc quần size M nhé. Mình đang mặc size M nhé. Mình đang mặc size M nhé các bạn nhé. Mình đang mặc size M nhé. Quần mình đang mặc size M nhé các bạn nhé. Có hai sọc đấy. Sọc kẻ trắng với cả sọc kẻ vàng nhé. Sọc trắng với cả sọc kẻ vàng đấy. Chị ca 1m55 đặt đúng là áo da ngắn. Quay sau cho chị xem đằng sau. Ok đây chị ơi. Chị Đặng Thanh Huê đằng sau đây ạ. Chị ơi. Chị đang mặc áo da size L gì ạ? Ok, em chốt cho chị Nhung Nhung Lê. Em chốt cho chị Nhung Nhung Lê áo da. Em chốt cho chị Nhung Nhung Lê nhá. Em chốt cho chị Nhung Nhung Lê. Nhung Nhung Lê cho em số điện thoại đi. Nhung Nhung Lê cho em số điện thoại đi em. Áo mình đang mặc là 220k nhá. Áo mình đang mặc 220k nhá các bạn nhá. Áo da mình đang mặc 220k nhá. Áo bên trong mình đang mặc là 80k nhé. Áo bên trong mình đang mặc 80k nhé các bạn nhé. Áo bên trong mình đang mặc 80k. Áo bên trong mình đang mặc 80k nhé. Áo da mình đang mặc 220k. Áo da mình đang mặc 220k nhé các bạn nhé. Quần mình đang mặc là 120k này. Quần đang mặc là 120k. Mua 2 chiếc là còn 110k. Mua 2 chiếc còn 110k nhé. Có 2 kẻ đây, kẻ sọc trắng với kẻ sọc vàng nhé. Áo da thôi nhỉ. Áo mình đang mặc là 220k nhé. Hương Liễu bạn dồn đơn cho mình. Ok Hương Liễu. Lát nữa hàng nhà mình đi. Ok Hương Liễu, chốt cho Hương Liễu nhá. Chốt cho Hương Liễu áo da size M với quần sọc vàng size M nhá. Ok Hương Liễu. Nhung Lê. Ship COD 25k nhá Nhung Lê nhá. Mình không miễn ship đâu nhá. Mình không miễn ship đâu nhá Nhung Lê nhá. Không miễn ship đâu ạ. Ship 25k đấy Nhung Lê. Chốt cho Nhung Nhung lên một áo da nhá. Chốt cho Nhung Nhung lên một áo da size L. Vâng, em còn like nhiều lắm Minh Phương Nguyễn, cứ theo dõi livestream của em đi ạ. Em còn like nhiều lắm. Áo da 60kg mặc được không em? 60kg thì bụng của chị to hay nhỏ? Bụng to thì em nghĩ là 60kg mặc nó bị lộ bụng ấy chị. Mặc size XL ấy nó to nhưng mà nó vẫn bị lộ bụng ấy ạ. Chị cao 1m bao nhiêu nên lặng nhìn thời gian. Quần mình đang mặc nè 120k nhé các bạn. Áo da mình đang mặc 220k nhé. Áo da mình đang mặc 220k nhé. Áo bên trong mình đang mặc là 80k nhé các bạn nhé. Áo bên trong mình đang mặc là 3 mặc lờ. Hồi nãy có bạn gọi cho mình rồi, mình cho địa chỉ rồi đó. Ok chị Hương Liễu nhá. Ok chị Hương Liễu ạ. Em đang họng quá. À,
áo da em mặc bao nhiêu? Áo da em mặc 220k nhá chị Hương Liễu nhá. À nhầm, chị Thiên Hương nhá. Áo da em đang mặc 220k nhá chị nhá. Còn áo này em đang mặc, áo thun này em đang mặc là 80k nhá. 50kg mặc áo xanh thì bạn. Chị Salon Tuấn Hường ơi, chị hỏi áo cổ tròn em đang mặc hay áo da? Chị Salon Tuấn Hường ơi, chị hỏi áo em đang mặc hay là áo da em đang cầm tay ạ? 50kg nếu mà áo da này thì chị mặc size M cho em. Còn áo này thì free size chị đều mặc được nhá. Cao 1m62, nặng 39, bụng 76. Áo da 46kg mặc size M cho mình nhá. Loan Trần mặc size M cho mình nhá. Mà Loan Trần mặc size M cho mình nhá. Loan Trần đặt hàng để lại số điện thoại. Áo 220. Thắm Phượng ơi, Thắm Phượng ơi chị đặt áo da 220 nhưng mà chị nặng bao nhiêu kg đấy để em nhặt size cho nó. Thắm Phượng bao nhiêu cân để em nhặt size cho đó. Salon Tuấn Hường ơi, 50kg thì chị mặc size M cho em nhé. 50kg chị mặc size M cho em nhé. Mặc size M cũng được, mặc size L cũng vừa. Hai cái size đấy nó không chênh nhau nhiều đâu. Nhưng mà chị mặc size M cho em nhé. 50kg thì bằng em. Em mặc size M, size L đều vừa. Chị Salon Tuấn Hường cho em số điện thoại đi. Chị Salon Tuấn Hường cho em số điện thoại. Thắm Phượng ơi, 48kg bạn mặc size M cho mình nhá. Thắm Phượng 48kg mặc size M cho mình nhá. Thảo Phan ơi, áo da 220k nhá. Áo da 220k nhá Thảo Phan nhá. Size M áo da Loan Trần. Ok, em chốt cho chị Loan Trần một áo da size M. Em chốt cho chị Loan Trần một áo da size M nhá. Các chị có thích áo em đang mặc không ạ? Thích quần em đang mặc không ạ? Áo em đang mặc là 80k nhá. Mua 2 chiếc là chỉ còn 150k một đôi thôi ạ. Mua 2 chiếc là chỉ còn 150k thôi nhá. Quần em mặc mua lẻ là 120k một chiếc. 120k một chiếc nhá. Mua 2 chiếc là chỉ còn 101k thôi. 101k. Cái kẻ sọc này nó có 2 màu nhá. Màu trắng em đang mặc với cả kẻ sọc vàng nữa nhá. Áo khoác có 65kg không em? Hương mùa hè ơi, 65kg em không có đâu chị yêu ơi. Salon Tuấn Hường ơi, em chỉ có một mẫu này thôi nhá. Mà chị mặc cái này thì nó cũng bó ở tay mà. Nó bó ở tay đây mà. Đây, nó bó như này mà chị. Đó, nó bó như thế này mà. Mặc như thế này cho nó trẻ trung. Mặc lại áo khoác mình xem, ok, ok các chị nhá. Ok các chị, em khoác lại cho các chị xem nhá. Cho mình xem áo da của. Loan Trần có được xem áo trước không em? Em mặc lại áo da. Bên em không cho đồng kiểm đâu chị ơi, không cho đồng kiểm đâu nhá. Em cam kết với chị là hàng các chị nhận được là những mẫu em đang live stream trên này nhá. Hàng các chị nhận được là những mẫu em live stream trên này nhá. Em cam kết đảm bảo cho các chị luôn ạ. Nên các chị không phải lo lắng về hàng. Các chị cứ mua thử bên em một lần đi rồi lần sau các chị sẽ lại muốn mua tiếp nhá. Các chị cứ mua thử một lần đi rồi lần sau các chị lại muốn mua tiếp nhá. Hàng nhà em chỉ bán chất đẹp, chất vớ vẩn là em không bán đâu ạ. Em cam kết, em đảm bảo cho chị luôn. Đây áo da mình mặc lại cho các chị ngắm nhá. Áo da mình mặc lại cho các chị ngắm nè. Mình mặc lại cho các chị ngắm áo da đây nhá. Đó, thấy chưa? Hiền bé bạn cứ cho mình kilogram số cân đi thì mình chỉ mình lựa size cho bạn. Chứ bạn hỏi bao nhiêu kilogram mặc vừa thì mình cũng không biết là bạn bao nhiêu cân đâu. Nguyễn Nhật, cái áo em đang mặc có màu gì nữa em? Áo em, áo khoác da em đang mặc chỉ có màu này thôi. Chỉ có màu này và chỉ có mẫu con công này thôi nhá. Còn áo bên trong em đang mặc là 80k nhá. Áo em đang mặc bên trong là 80k nhá các chị nhá. Em bán cả quần nữa các chị nhá. Các chị thích quần thì cứ comment nhiệt tình đi ạ. Quần có size đến bao nhiêu cân?
Quần em có đến size 60 cân nhá. Quần em có đến size 60 cân nhá chị nhá. 45kg chị mặc size M cho em nhá, hiền bé nhá. Bao nhiêu áo này chị? Thay đổi em ơi, áo chị đang mặc ngoài là 220k nhá. Áo chị đang mặc ngoài là 220k nhá. Áo này chị đang mặc là 220k và áo trong chị đang mặc là 80k nhá. Áo bên trong chị đang mặc là 80k nhá. Áo mặc ngoài của chị bán là 220k nhá em nhá. Cái áo em đang mặc. Đây, em mặc lại áo dài cho các chị ngắm rồi đây. Em mặc lại áo dài cho các chị ngắm rồi đây. Em chỉ còn vài cái thôi nên các chị chốt nhanh lên không hết hàng. Thắm Đặng mình ở Yên Bái nhá. Mình ở Yên Bái nhá, Thắm Đặng nhá. Mình ở Yên Bái. Áo da này chị bán 220 thay đổi ơi. Nó là áo kiểu áo da mỏng pha lưới thời trang ấy, chất có giãn, chị cam kết chất luôn nhá, chất vô cùng đẹp luôn. Ship tỉnh bao nhiêu Thảo Phan? Ship đồng giá 25k nhá Thảo Phan nhá, ship đồng giá 25k nhá. Áo ngoài bao nhiêu vậy? Áo ngoài mình đang mặc là 220k nhá. Áo ngoài mình đang mặc là 220k nhá các chị nhá. Size M bé nhất à? Đúng rồi Hiền bé ơi. Áo da này là size M là nhỏ nhất nhá. Áo da này size M là nhỏ nhất nhá. Mình cao 1m60 nặng 49kg nhá. Mình cao 1m60 nặng 49kg nhá. Mình 60kg mặc áo da vừa không? 60kg thì không vừa rồi chị ơi. 60kg thì mặc nó sẽ bị kích nhá. 60kg mặc bị kích chị ạ. Chị Bảo Trang, Bảo Trang ơi, mặc bị kích nhá, không vừa đâu chị ạ. Chị ơi bên em vừa áo em đang mặc bên trong này là 80k nhé. Áo em mặc trong này là 80k nhé các chị nhé. Áo em mặc trong là 80k các chị ạ. 80k áo em mặc trong và quần em đang mặc là 120k. Kẻ sọc trắng và kẻ sọc vàng nhé. Ok, em chúc cho chị Vũ Khánh Băng. Em chúc cho chị Vũ Khánh Băng một em chúc cho chị Vũ Khánh Băng một áo da size M. Chốt cho Vũ Khánh Băng một áo da size M nhé. Dạ vâng, đúng rồi chị ơi. Chị ạ. Mọi người ai đang xem livestream chia sẻ share lên các hội nhóm đẩy lượt view cho em với mẫu đứng cho mình ngắm quần nhé. Ok chị ơi em đứng cho chị ngắm quần này. Quần này không bay không xù không cắn chị, em bao chất cho chị luôn nhá. Nó có kẻ sọc màu trắng và kẻ sọc màu vàng nhá. Quần có kẻ sọc màu trắng và màu vàng nhá chị nhá. Quần có kẻ sọc màu trắng và màu vàng. Quần này mặc nâng mông như quần legging luôn nhá. Áo ngoài em đang mặc 220k nhá các chị nhá. Áo ngoài em đang mặc 220k. Cái đấy là phải nhá. Đính ạ, đính cả thêu cả đính ạ, cả thêu cả đính cả thêu cả áo đấy 220 nhé. Áo trong có những màu gì? Áo trong còn áo trong còn cổ tim không? 220 cộng thêm 25k thì ship nữa. Áo trong còn cổ tim không? Dạ vâng. Còn đang còn cổ tim. Áo trong mình còn kẻ là sọc trắng kim sa cổ tim nhá. Áo trong mình còn kẻ sọc trắng kim sa cổ tim nhá. Còn áo mình đang mặc là kim sa kẻ vàng nhá, cổ tròn nhá. Bạn nào gầy ấy thì mặc sang cổ tròn cho mình. Còn bạn nào kiểu đầy đặn rồi ấy, đầy đặn rồi thì mặc sang cổ tim màu trắng cho mình nhá. Thì mặc sang cổ tim kẻ kim sa. Sọc kẻ kim sa màu trắng cho mình nhá. Chị hai quần 60kg. Ok, em chốt cho chị Hương Thu hai quần 60kg. Chị Hương Thu 60kg mặc XL cho em nhé. Chốt cho Hương Thu hai quần XL. Áo em mặc 220k nhé. Có được kiểm tra hàng không? Không, bên em không cho đồng kiểm đâu chị Vũ Khánh Băng nhé. Em cam kết với chị hàng các chị nhận được là những mẫu em đang live stream trên này ạ. Vũ Khánh Băng nhé. Áo ngoài mình mặc 220k nhé. Càng lươn ạ. Chị Tuyền Nguyễn, áo em đang mặc 220k nhá. Áo em đang mặc 220k chị Tuyền Nguyễn ạ. Hương Lan áo da 46kg chị mặc size M cho em. Em chốt cho Hương Lan một áo da size M. Chốt cho Hương Lan một áo da size M nhá. Có chị nào thích áo bên trong em đang mặc không ạ? Áo bên trong em đang mặc 80k nhá. Mua 2 chiếc còn 150k. Mua 2 chiếc còn 120k. Áo trong em bán 80k lẻ nhá. Áo trong em bán 80k lẻ nhá. 2 chiếc là còn 150k nhá. Chị Niu Nguyễn nhá. Áo trong này thì nó có 2 màu. M
một sọc kẻ vàng kim sa như em đang mặc và một sọc kẻ trắng kim sa như ở đây, nhưng mà cổ màu trắng là cổ tim nhá. Chị nào béo cổ đầy đặn thì mặc cổ tim cho em, còn chị nào gầy thì mặc lên cổ tròn em nhá. Thằng Nặng, em cam kết với chị hàng chị nhận được là những mẫu em live stream trên này, em đang cam kết đảm bảo cho chị luôn. Hàng không đúng mẫu chị trả lại em nhá. Không đúng mẫu em cho chị đổi hàng, trả hàng luôn nhá Thắm Nặng nhá. Nhưng mà không cho chị kiểm tra hàng trước khi nhận đâu. Chị nhận về rồi chị cảm thấy mà nó không đúng mẫu ấy thì chị nhắn tin cho em nhá. Áo bao nhiêu chị? Áo da mình đang mặc ở ngoài là 220k nhá. Áo da mình đang mặc ở ngoài là 220k nhá Mỹ Po. Lincoln áo da size M. Ok, chốt cho Lincoln một áo da size M. Chốt cho Lincoln một áo da size M nhá. Hương Lan, chốt cho Hương Lan một áo da size M. Chốt cho Hương Lan một áo da size M nhá. Chốt cho Hương Lan một áo da size M ạ. Tiệp Minh Hoàng, bạn hỏi áo da mình đang mặc hay hỏi áo bên trong? Áo da mình đang mặc ở ngoài này chỉ có một màu thôi nhá. Áo da mình đang mặc ở ngoài chỉ có một màu thôi nhá. Áo da mình đang mặc ở ngoài chỉ có một màu thôi nhá. Còn áo bên trong này mình đang mặc này có hai màu, một màu kẻ sọc kim sa vàng với một kẻ sọc kim sa trắng nhá. Mẫu xinh quá. Thank you Huyền Nguyễn nhá. Chị hỏi áo thì áo này size nhỏ nhất là size M nhá. Size nhỏ nhất là size M nhá. Size nhỏ nhất là size M. Cu tôm áo đó có size lớn không em? Em có đến size XL đấy. Size XL nhưng mà từ 57kg đổ xuống mới vừa chị ạ. 57kg đổ xuống mới vừa nhá. Các chị ơi có thích quần em đang mặc không? Quần em đang mặc này, quần em đang mặc là 120k nhá. Quần em đang mặc 120k. Quần em đang mặc 120k nhá. Chị mua 2 chiếc là chỉ còn 110k thôi. Chị 68. Chị ơi 68kg thì không vừa rồi. 68kg không vừa đâu chị nhá. 68kg không vừa đâu ạ. Mẫu nhầm sai chị thì bên em cho chị đổi lại ạ. Chị 54kg mặc chị, áo da size gì? Bên em nhiều thì chị biết là bên em gửi hàng. Chị 54kg chị đặt mặc size L cho em nhé. 54kg mặc cho em size L nhé. Dạ vâng. Chị dạ vâng ạ, vâng ạ. Hoan vâng. Hay chị Hoàn nhé. Chị mặc size L cho em nhé. Vâng. Vâng. Xin chào khoai tây nhá. Bạn coi áo da mình cởi à, bạn cởi áo da mình xem áo bên trong đây. Đây Hương Liễu ạ. Áo em đang mặc bao nhiêu? Áo em đang mặc ngoài áo da mỏng là 220k nhá chị Hà Ruby nhá. Hương Liễu ơi đây áo bên trong đây. Áo bên trong em đang mặc đây chị ơi. Áo bên trong này có 80k thôi. Mua 2 chiếc còn 150k nhá.
mặc 80k này. Quần em đang mặc là 120k nhá. Quần em đang mặc 120k nhá các chị nhá. Bao nhiêu vậy? Chị ơi ship COD 25k nhá, Hà Ruby nhá. Ship 25k nhá chị nhá. Áo da bao nhiêu vậy shop? Áo da 220k nhá. Áo da 220k nhá Thủy Seco. Xin chào Hoài Thu. Áo khoác chị mặc bao nhiêu? Áo chị mặc 220k nhá. Áo chị mặc 220k nhá, sông Hồng Cạn, dòng sông Cạn. Nó tức là nó pha một ít da ở đằng trước với đằng sau chứ không phải là áo da có ngắn quá không? Không, áo này không ngắn đâu. Áo này không ngắn đâu bạn nhé. Đây. Chị không ngắn đâu. Không ngắn đâu. Đó, trong cửa phòng. Ok, chốt cho Hương Liễu thêm áo cổ tròn nhá. Chốt cho Hương Liễu, dồn đơn cho Hương Liễu. Dồn đơn cho Hương Liễu thêm một cổ tròn. Thêm một áo cổ tròn nữa, dồn đơn cho Hương Liễu một cổ tròn. Vâng, chị Hương Liễu ơi, em dồn cho chị rồi nhá. Tiệm Minh Hoàng chuyển mẫu khác đi bạn ơi. Vâng, chờ xíu ạ. Áo trong hết rồi đấy. Áo trong em bán rồi. Cho chị từ xúc không tiến. Áo trong một này bán rồi này. Tiến rửa chốt được khoảng chục cái. Đã cho em áo da xem mờ đúng không? Em chẳng biết nữa. Thì bán áo da. Vâng, ừ, chị cho em xin địa chỉ em phải làm quần ấy. Các chị ơi, quần em đang mặc 120k này. Quần em đang mặc áo bên trong sọc kẻ vàng nha. Ok chị Hương Liễu, em chốt cho chị sọc kẻ vàng mà. Áo da 60kg không vừa đâu Ngọc Huệ ơi. Không vừa đâu Ngọc Huệ nhá. Không vừa đâu. Quần em đang mặc 120k này các chị ơi. Quần em đang mặc 120k nha các chị nhá. Quần em đang mặc 120k này. Mua 2 chiếc chỉ còn 110k thôi nha các chị nhá. Áo này thì cổ tim vẫn còn đúng không? Tròn nhá. Em còn duy nhất một áo trong cổ tròn nhá. Tổng của chị Hương Liễu là 420.000 của mình ba thứ tổng một đống. Áo da mình mặc 220k nhé. Áo da mình mặc 220k nhé. 220k nhé. Của chị Hương Liễu tổng cộng là 400 bao nhiêu nhỉ? 420.000 của chị Hương Liễu là tổng cộng là 420k cộng với lại 25k tiền ship là 445k chị nhé. Hương Liễu nhé.
áo da 52kg mặc vừa chị ạ. 52kg mặc vừa nhá, chị Huyền Nguyên nhá. Huyền Nguyên đặt hàng để lại số điện thoại cho em ạ. Áo da, áo da mình mặc 220 nhá. Áo da mình mặc 220k nhá. Áo da mình mặc 220k. Áo ngoài mình mặc 220k nhá các chị nhá. Áo ngoài mình mặc 220k nhá các chị nhá. Áo da mình đang mặc 220k nhá các chị nhá. Vương Huyền, áo da bụng 75 ngực 90. Có vừa không em? Chị bao nhiêu cân ạ? Chị Vương Huyền bao nhiêu cân chị? Chị cho em số cân đi. Ok chị Hương Liễu ạ. Trần Anh đã áo thun còn màu nào khác không? Em có thể khác không của bạn ấy. Áo thun em hết rồi chị ạ. Áo thun em hết rồi chị ạ. Em còn một cái em đang mặc thôi. Quần này mặc rất là thích luôn. Nên là ai cũng cần có một đôi nhỉ? Mặc ở nhà đi đâu nhỉ? Quần em thì nhiều luôn mà. Quần này ai cũng có một đôi nên có một đôi. Mặc thích vừa. Chị 52kg mặc được không? Hái Nguyễn. 52kg vừa chị Hái Nguyễn ơi. Hái Nguyễn 52kg vừa chị ạ. Chị 56kg mặc XL cho em Vương Huyền nhá. Vương Huyền mặc XL cho em ạ. Có giống hình không? Được xem hàng không? Em cam kết với chị Huyền Nguyễn là hàng chị nhận được là những mẫu em đang livestream nhá chị Huyền Nguyễn nhá. Em cam kết đảm bảo cho chị, nếu mà hàng em gửi cho chị không đúng mẫu thì chị có thể gửi trả em, nhưng mà không được kiểm tra hàng trước khi nhận ạ. Chị cứ nhận cho em, còn nếu như mà hàng em không gửi cho chị đúng như thế thì em nhận lại. Hà Anh Nguyễn đứng lên đi em. Ok chị. Cao 1m57 Vương Huyền vừa chị ạ. Vừa chị ơi. Vương Huyền mặc size XL cho em nhá. Vương Huyền mặc XL cho em. Vương Huyền đặt hàng để lại số điện thoại cho em nhá. Vừa chị ạ. Đây các chị ơi, em đứng lên này. Ok nào. Em bảo ok chị Đào, em bảo chị Phương. Ok chị Đào nhá, để em bảo chị Phương nhá. Áo em đang mặc 220k nhá Nguyễn Lệ nhá. Mình xem áo thun với. Chị áo khoác một cái chị 47kg.
Vâng, em chốt cho Loan Anh một áo da 47kg, chị mặc size M cho em nhá. Chị mặc size M cho em nhá. Ok, chốt cho chị anh Loan ạ. À. Anh Nga, anh Loan. Áo có size, em ban mai xanh em không có 65k, không có size cho người 65 cân đâu ạ. Em ơi, chị lấy áo ra nhé, chị nặng 52kg. Ok, em chốt cho chị Huyền Nguyễn. Em chốt cho chị Huyền Nguyễn một áo da nhá. Em chốt cho chị Huyền Nguyễn một áo da size M. Huyền Nguyễn áo da size M. Chị Huyền Nguyễn cho em số điện thoại đi ạ. Huyền Nguyễn cho em số điện thoại đi ạ. Áo em đang mặc 220k nhá. Áo em đang mặc 220k. Áo em đang mặc 220k. Chị Thủy Thu họ hỏi áo này người béo không mặc được đâu, áo này người béo không mặc được đâu. Áo này dành cho người từ 57kg đổ xuống nhá. 57kg đổ xuống mặc vừa nhá các chị nhá. À chị Huyền Nguyễn cho số điện thoại rồi đấy. Vâng, em chốt cho Huyền Nguyễn nhá. Em chốt cho Huyền Nguyễn một size M nhá. Chốt cho Huyền Nguyễn size M nhá. Em ơi, chị áo da 52kg. Ok, chốt cho chua chanh cho em số điện thoại đi. Chanh chua cho em số điện thoại đi nhá. Chanh chua cho em số điện thoại đi nhá. Chốt cho chanh chua một áo da size M nhá. Chốt cho chanh chua một áo da size M nhá. Triệu Bé Linh, em đứng lên chị xem. Xoay sao chị xem với. Ok, đây chị ơi. Đây nhá các chị nhá. Xinh mà. Đẹp mà. Các chị cứ comment là chiều cao cân nặng đi em lựa size cho. Cứ comment chiều cao cân nặng đi em lựa size cho nhá. Áo mình đang mặc 220k nhá Yến Nguyễn nhá. 220k nhá Yến Nguyễn nhá. Áo mình đang mặc 220k nhá. Chốt cho chị nhá. Vâng, em chốt cho anh Loan Anh ạ. Dài quá. Quỳnh Như, Tạ Thị Quỳnh Như. Bao nhiêu kg vậy chị, là như thế nào? Quỳnh Tạ Thị Quỳnh Như comment chiều cao cân nặng đi chị lựa size cho. Áo chị đang mặc 220k nhá. Chị cao 1m57 55 vừa chị ạ. À. Chị ở Bé Linh mặc sang size L cho em. Chị ở Bé Linh mặc size L cho em nhá. Ok, chốt cho chị chanh chua 1M nhá. Phương Thúy. Cao 1m55 47, chị mặc size M cho em nhá. Chốt cho Phương Thúy một áo da size M, chốt cho chanh chua nhá. Tạ Thị Quỳnh Như em nặng 58, cao 1m65, nặng 58 cân thì vẫn mặc vừa nhá. Mặc được XL. Chào Lương Huế. Đứng lên em xem áo đi chị. Đây. Đây áo đây các bạn ơi. Áo 220k nhá. Áo 220k nhá. Thử bộ khác đi. Vâng, chị đợi em xíu. Chị đợi em xíu nhá. Quần em đang mặc 120k nhá các chị nhá. Quần em đang mặc 120k nhá. Quần em đang mặc 120k. Alo em chào chị ạ. Chị Huyền Nguyễn đúng không ạ? Quần em đang bằng 120k nhá. Các chị mua 2 cái thì em bán còn 110k nhá. Chị có chị
mỏng pha lưới nhá, đây là áo da mỏng pha lưới, đây là áo da mỏng pha lưới nhá các chị nhá. Áo da mỏng pha lưới có thêu hai lông công ở hai bên cánh tay này nè, hàng thêu tay luôn nhá, mà có 220k thôi, em đảm bảo bao giá bao chất cho các chị luôn nhá. Có sai không bạn? Mini Betty ơi, mình có nhá. Áo chị đang mặc có XL không? Tạ Thị Quỳnh Như có XL em nhá. Có XL nhá. Có XL nhá Tạ Thị Quỳnh Như nhá. Tạ Thị Quỳnh Như 58kg à? 58kg mặc XL đúng không ta? Mặc được nhá, Tạ Thị Quỳnh Như mặc được XL đấy em. Tạ Thị Quỳnh Như mặc được XL nha em nhá. Mini Petty mình không có size, áo này size nhỏ nhất là size M nhá, mini nhá. Áo này nhỏ nhất là size M nhá. Mình có size ML và XL nhá. ML và XL nhá. 60kg mặc được không em Tích Hạnh? 60kg không mặc vừa đâu chị ơi, 58kg đổ lại thôi. Ở Bùi Bích Tuyền có tính phí ship không? Có nhá, Bùi Bích Tuyền nhá. Phí ship có mất phí ship đấy ạ. Có đồ bộ không? Đồ bộ mình chỉ có set váy thôi nhá. Mình có set váy thôi nhá. Triệu bé Linh ơi, mình có đồ bộ nhưng mà nó là set váy thôi. Đây quần em đang mặc 120k này các chị, quần em đang mặc 120k này. Ok, lấy cho em size XL nha. Ok, chốt cho Tạ Thị Quỳnh Như, chốt cho Tạ Thị Quỳnh Như một áo size XL nhá. Chốt cho Tạ Thị Quỳnh Như một áo da size XL nhá. Áo chị mặc bao nhiêu vậy? Áo chị đang mặc 220k nhá. Áo chị đang mặc 220k nhá. Áo đang mặc áo em đang mặc 220k nhá, chị Nguyễn Thị Ngọc nhá. Bốn mươi kg size M được không? 40kg à? Chị cao 1m bao nhiêu vậy chị Mini? Chị Mini cao 1m bao nhiêu đấy ạ? À? Chị cao 1m bao nhiêu ạ? À? Em có ạ. Nguyễn Thị Ngọc ơi, áo này em có size XL dành cho người từ 58kg đổ xuống nhá. 1m50 mà nặng 40kg mặc áo size M này thì nó hơi bị rộng nhá. Nó hơi bị rộng đấy. Sao mà người nhỏ thế có 40 cân mà cao 1m50 mặc bị rộng đấy, mặc bị rộng đấy Mini ạ. Số. Ok, chốt cho Tạ Thị Quỳnh Như nhá. Chốt cho Tạ Thị Quỳnh Như. Chốt cho Tạ Thị Quỳnh Như áo da 55kg 200. Ok, chốt cho Triệu Bé Linh. Triệu Bé Linh là mặc size L cho chị nhá. Triệu Bé Linh mặc size L cho chị nhá. Chốt cho Triệu Bé Linh nhá. Sẽ có người gọi điện cho đơn. Áo em đang mặc giá bao nhiêu vậy chị Hà? Áo em đang mặc 220k nhá chị nhá. Áo em đang mặc 220k. Cao 1m62, nặng 55kg. Vừa nhá chị nhá. Vừa nhá chị Phạm Ngọc Tho nhá. Vừa nhá chị ơi, chị mặc size L cho em. Chị mặc size L cho em nhá. Áo chị đang mặc bao nhiêu? Áo mình đang mặc 220k nhá Hoàng Duẩn nhá. Áo mình đang mặc 220k nhá. Áo mình đang mặc 220k nhé. Áo mình đang mặc 220k. Bao giá bao chất cho các bạn luôn nhé. Đây là hàng da mỏng pha lưới. Đây là hàng da mỏng pha lưới. Pha lưới có theo hai con công ở hai bên cánh tay này nhé. Tạ Thị Quỳnh Như lấy một áo da size XL. Bộ khác đi em. Quần đấy để trưa nay chị chạy không? Đây à? Cái này à? Cái nơi này.
Ok, em qua mẫu khác nha các chị nhá. Chị nào thích áo da này thì chụp lại màn hình inbox cho em. Inbox gửi chiều cao cân nặng cho em lựa size cho nhá. Đây Vương Huyền ơi, đây quần em đang mặc đây. Quần em đang mặc đây. Áo đây. Chị xin nghỉ. Còn nói em mua hàng hộ chị đi. Hôm nào cũng đọc công hình, hôm nào cũng thấy khen. Hôm nào điều gì có thể khen. Đây nha các chị nhá, quần này xinh lắm. Quần này có 120k thôi mà mua 2 chiếc chỉ còn 110k thôi. Mua 2 chiếc chỉ còn 110k thôi các chị nhá. Các chị mua 2 chiếc chỉ còn 110k. Quần này em có kẻ sọc trắng với cả kẻ sọc vàng nha các chị nhá. Áo em đang cầm trên tay là 220k, có 3 size ML và XL nhá. Chị nào đặt hàng ấy thì để lại số điện thoại cho em để vài chiều cao cân nặng nhá. Đặt hàng để lại chiều cao cân nặng và số điện thoại nha, em sẽ cho người chốt hàng nhá. Bây giờ em qua mẫu khác nha các chị nhá. Bây giờ em qua mẫu váy nha các chị nhá. Em qua mẫu khác. Áo da quần size XL nhé. Ok em chốt cho chị Vương Huyền nhá. Yến Dương ơi, áo da mình vừa rồi 60kg không vừa đâu. 60kg không vừa đâu nhá Yến Dương nhá. Các chị em đang lên mẫu váy nè. Mẫu váy này có hai màu nhá. Có hai màu, màu nâu tây em đang mặc với cả màu trắng nhá. Chị ơi, chị bao nhiêu cân nhỉ? Các chị ơi, em qua mẫu váy này. Chị ơi, áo da chỉ là 220k, còn 225k thì 245k nhá. Mẫu váy em đang mặc là 220k nhá. Chị xem áo da. Vâng, chị ơi, áo da đây ạ. Áo da đây chị nhá. Vương Huyền kìa, cho Vương Huyền cho. Vương Việt. Chốt rồi. Đều là chị lấy size XL hết. Quần sọc đen hay sọc vàng? À, sọc trắng. Chị Vương Huyền lấy quần sọc trắng hay quần sọc vàng đấy chị? Chị Vương Huyền còn ở đấy không ạ? Chị Vương Huyền còn ở đấy cho em. Quần chị lấy sọc trắng hay sọc vàng đấy hả? Chị lấy sọc trắng hay sọc vàng đấy chị? Đây áo da đây chị ơi, áo da đây nhá. Áo da này là hàng da mỏng pha lưới, áo da thời trang mà nó chỉ mỏng thôi mà nó thêu hai con công ở hai bên cánh tay này nè. Đây nhá, áo da mỏng nhá, áo da thời trang ấy, không phải loại áo da dày mà mình hay khoác ở ngoài đâu. 45kg mặc được không ạ? Váy này 45kg mặc được nha dịu nhá. Dì ơi, váy này 45kg mặc vừa xinh luôn nhá dịu nhá. Váy này dành cho người từ 52kg đổ xuống nhá. 52kg đổ xuống mặc vừa nhá.
em 55kg có vừa không? 55kg mặc váy này thì hơi bị kích đấy. Mặc 55kg không vừa đâu, mặc bị kích đấy. Quần sọc em mặc, em vừa mặc, vâng, đấy là quần sọc trắng chị ạ. Chất u mì co giãn nhá. Váy mình đang mặc chất u mì co giãn nhá. Các bạn nhá, chất u mì co giãn ạ. Mình bao giá bao chất cho các bạn luôn. Chất đẹp lắm. Áo gì 80k vậy? Áo 80k mới hết rồi nhá. Áo 80k mới hết rồi ạ. Cho tớ xem áo đang cầm. Đây, áo mình đang cầm đây bạn ơi. Áo mình đang cầm đây nhá. Áo da bao nhiêu kilo em mặc vừa? Áo da mình đang cầm là 220k. Áo da mình đang cầm là 220k nhá. Từ 58kg đổ xuống mặc vừa nhá, Phương Đặng nhá. Cho em màu trắng. Ok, Lê Hoa cho chị số điện thoại nhá. Chốt cho Lê Hoa một váy màu trắng nhá. Chốt cho Lê Hoa một váy màu trắng này. Lê Hoa cho chị số điện thoại nhá. Váy mình đang mặc 220k nhá các bạn nhá. Váy mình đang mặc 220k có hai màu, màu nâu tây với cả màu trắng mình đang mặc nhá. Màu nâu tây với cả màu trắng nhá. 220k nhá. 190. Cái áo mình đang cầm này cũng 220k nhá. Áo mình đang cầm cũng 220k nhá. Lê Hoa nhá. Áo mình đang cầm cũng 220k nhá Lê Hoa nhá. Nó là dạng áo da mỏng thời trang pha lưới này, có thêu hai con công ở hai bên cạnh tay này. Đây, bao giá bao chất luôn nhá, hàng vô cùng đẹp luôn. Đó, đẹp. Ơi. Đây nhé. Em lấy áo da. Lê Hoa thêm còn lấy váy nữa không? Lê Hoa lấy váy hay lấy áo da nào? Lê Hoa lấy váy hay lấy áo da nhá. Lê Hoa để lại số điện thoại cho chị đi. Để lại số điện thoại đi để chị gọi điện chốt cho dễ nhá. Đây. Đê ạ. Đây nha các chị ơi, em lên áo da đây. Cho em váy màu trắng. Ok, chốt cho Cathy Sapphire. Tên khó đọc quá. Ok, chốt cho Cathy nhá. Chốt cho Cathy một váy trắng nhá. Hoàng Lạc ơi, bạn hỏi áo hay là bạn hỏi áo hay váy mình đang mặc vậy? Bạn hỏi áo hay váy mình đang mặc vậy? Áo da mình đang mặc là dành cho người từ 58kg đổ xuống. Còn váy mình đang mặc là chỉ dành cho người từ 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ok, Lê Hoa gọi điện cho Lê Hoa chứ. Có váy body không? Em không có váy body đâu. Em không có váy body đâu nhá. Áo da em đang mặc 220k. Áo da em đang mặc 220k nhá Nguyễn Hằng nhá. Váy với áo da. Ok, chốt cho Lê Hoa một váy trắng với một áo da nhá. Chốt cho Lê Hoa một áo trắng với một váy trắng với một áo hoa nhá. Ok. Chả biết bây giờ chắc nó 90 đấy. 88 ngày trước, 88, 89. Chị mặc thử mẫu trắng em xem với. Áo da 220k nhá các chị nhá. Mình xem quần đâu ta. Ném chị một cái quần. Đây quần đây chị ơi. Quần đây chị ơi. Quần này 120k nhá. Em bao giá bao chất cho các chị luôn nhá. Chất không ba không xù không cắn chỉ nhá. Quần này có kẻ sọc vàng với cả kẻ sọc trắng nhá. Đây. Quần này có 4 size, size S, size M, size L và size XL nha các chị nhá.
chốt cho Liên Nguyễn áo da nhá. Gọi cho Liên Nguyễn chốt xem mặc size bao nhiêu. Áo da 220k nhá. Quần tất lưới 50k một chiếc chị ạ. Bạn bao nhiêu kg? Mình cao 1m6 nặng 49kg nhá. Mình cao 1m6 nặng 49kg nhá các chị nhá. Cao 1m7 có vừa quần thôi. 1m7 thì mặc không vừa đâu chị ạ. 1m7 mặc thành quần ngố mất. Cái quần này chỉ dành cho người từ 1m6 đổ xuống thôi nhá. Quần này dành cho người 1m60 đổ xuống là mặc vừa nhá. 1m60 đổ xuống mặc vừa. Qua mẫu đi chị. Ok. Đợi chị xíu. Áo da có size không? Áo da em có size là M, L và XL nhá. Áo da thì dành cho người từ 58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Áo da 58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Váy chị đang mặc còn không em? Váy chị đang mặc còn không em là như nào? Áo cổ tròn ạ. Tí Nguyễn em, váy em đang mặc còn nhá. Váy em đang mặc còn nhá. Có màu nâu tây em đang mặc với cả màu trắng nhá. Váy em đang mặc còn nhá. Có cả màu nâu tây với màu trắng đấy. Đây. Váy em đang mặc có hai màu nhá. Màu trắng với cả màu nâu tây nhá. Vừa nhá chị nhá. Khoảng lặng nhá. Vừa nhá. Ngực em 90 này, ngực chị 94 thì chị mặc sang XL cho em. Khoảng lặng mặc XL nhá, khoảng lặng mặc sang XL cho em nhá. Các bạn chưa dẫn nhá. Em cảm ơn chị Hà Anh Nguyễn nhá. Em cảm ơn chị Hà Anh Nguyễn nhá. Alo chị Lê Hoàng. Mình mua được hai cái nhỉ. Ok, em cảm ơn chị Hà Anh Nguyễn nha. Chất đẹp đúng không chị Hà nhà em? Chất đẹp mà đúng không? Chị xem livestream chị có gì chị lại ủng hộ nhá. Chị ơi bên em có size S, size M là nhỏ nhất chị ạ. Vâng, người chị nhỏ ạ. Dạ vâng. Chị bao nhiêu cân ạ? À đâu, chị vừa là 4-5 cân ạ. Mặc size M. 4-5 cân vẫn vừa size M chị ạ. Mặc size M thôi. Chị thường mặc trắng đi. Mình cao 1m50, nặng 51kg. Mình lấy một chiếc áo da. Ok, chốt cho Diệp Bích. Chốt cho Diệp Bích size M. Chốt cho Diệp Bích size M nhá. Ok, Diệp Bích nhá. Chốt cho Diệp Bích size M. Cái bộ trên người đang mặc bao nhiêu? Bộ váy trên người mình đang mặc 220k nhá. Bộ trên người mình là 220k nhá các bạn nhá. Có hai màu, màu trắng này. Màu trắng mình đang cầm trên tay và màu nâu tây mình đang mặc nhá. Màu nâu tây mình đang mặc 220k nhá. Có size S không? Màu nâu tây Nệ Nghiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Chị Vi Nguyễn ơi, hàng này dành cho người từ 52kg đổ xuống là mặc vừa nhá. Nên là chị size S thì chị tầm từ 44-45kg đúng không? Thì chị vừa nhá, Vi Nguyễn nhá, chốt cho Vi Nguyễn nhá. Chốt cho Vi Nguyễn một nâu tây nhá. Chốt cho Vi Nguyễn một nâu tây. Chốt cho Vi Nguyễn một nâu tây ạ. Cảm ơn chị Hà Anh. Váy đang mặc 30 tiền. Váy mình đang mặc 220k nhá. Váy mình đang mặc có hai màu nhá, màu trắng với cả màu nâu tây nhá. Bây giờ mình thử sang màu trắng nhá. Thử sang màu trắng nhá. Mình mặc lên màu trắng nhá. Trắng đi lên dáng màu trắng nhé.
em lên mẫu màu trắng cho các chị nhá. Em lên mẫu màu trắng cho các chị nhá. Đây, mẫu em đang mặc có màu trắng đấy, em thấy được. Mẫu em đang mặc đây các chị nhá. Mẫu em đang mặc có màu trắng với cả màu nâu tây ạ. Mẫu em đang mặc có màu trắng với cả màu nâu tây nhá. Cho em một đầm trắng. Ok, dạ si tuyển. Ok, chốt một màu trắng. Em bao bao. Chốt cho dạ si tuyển một màu trắng này. Váy đó mấy kg mặc vừa? Váy mình đang mặc là dành cho người từ 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá các chị nhá. Áo em đang mặc 52 kg đổ xuống mặc vừa ạ. Xếp là 225. Váy là 220 và 215. Nhàn nhòa, lấy một đầm nâu để lại số điện thoại cho mình nhá. Nhàn nhòa lấy một đầm nâu để lại số điện thoại cho mình nhá. Để lại số điện thoại cho mình để mình chốt luôn đơn nhá. Đầm mình đang mặc 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ok, chốt cho nhạt nhòa một đầm nâu. Chốt cho nhạt nhòa một đầm nâu. Chốt cho nhạt nhòa một đầm nâu nhá. Váy em đang mặc 220k nhá. Váy em đang mặc 220k nhá. Có hai màu, màu nâu tây với cả màu trắng em đang mặc nhá. 220k nhá. Đầm em đang mặc 220k nhá. Có hai màu, màu nâu tây với cả màu trắng nhá các chị nhá. Có hai màu, màu nâu tây với cả màu trắng nhá. Đầm em đang mặc có hai màu nhá, nâu tây với cả màu trắng nhá. Có hai màu nâu tây với cả màu trắng nhá. Cư Nguyễn, mình cam kết với bạn là chất đẹp nhá, bao giá bao chất cho bạn luôn nhá, chất vô cùng đẹp luôn bạn ơi, bạn yên tâm, bên nhà mình bán chỉ có hàng loại một thôi nhá, mét 65-56 kg vừa không. Hoa đào không vừa đâu chị ạ. 56 kg không vừa đâu nhá. Váy chị mặc ok, chốt cho. Ui chị không đi đọc tiếng Anh chứ. Ok, chốt cho. Không biết chốt cho ai. Tiếng Anh. Màu trắng à? Ô còn duy nhất một màu trắng mình đang mặc. À đâu? Nhiều. Em không thấy tao váy. Ok, chốt cho chị số điện thoại 0165766748 màu trắng nhá. Em chỉ còn màu nâu tây thôi ạ. Váy chị đang mặc 220k nhá, 220k nhá. Chị ơi, đầm em đang mặc xinh quá này.
Mình cao 1m60 nặng 49kg nhá. Mình cao 1m60 nặng 49kg nhá. Mình không có áo khoác đâu. Mình không có áo khoác đâu. Xin chào Vũ Mai. Nặng 44kg, cao 1m50. Vừa cho em, vừa nhá. Chốt cho em rồi mà, chốt cho em màu trắng rồi mà. Không biết đọc. Khổ quá. Đẹp mà không vừa, vâng. Đầm này đẹp mà chị Hoa Đào lại không vừa mất rồi. Chị 5-6 cân không vừa đâu. Xin chào Hương Hoàng. Bộ chị mặc bao nhiêu? Bộ chị mặc 220k nhá. Bộ chị mặc 220k nhá các bạn nhá. 220k. Dạ Si Tuyển. Đầm chị mặc 220k nhá. 220k tưởng dạ Si Tuyển vừa mới chốt rồi nhở? Phải dạ Si Tuyển vừa chốt rồi không? Dạ Si Tuyển vừa chốt rồi mà. Đầm chị mặc giá 220k nhá. 220k. Sáu mươi kg, 1m68. Ôi cao thế. Hà Híp Mí ơi, cao thế, không mặc vừa đâu, không mặc được đầm này đâu, không mặc vừa đâu. Chị chốt em chơi là dạ Si Tuyển chốt chưa nhỉ? Đường hai ba chân mà chị đã buồn cười. Chốt cho dạ Si Tuyển chưa? Chốt cho dạ Si Tuyển chưa? Chốt cho dạ Si Tuyển chưa? Dạ Si Tuyển có đơn rồi, bây giờ gọi váy đúng không? Vâng, váy màu trắng. Em chốt cho dạ Si Tuyển màu trắng rồi mà. Bạn không đọc ra xẹp một, bạn cứ chiều một. Mình cứ chiều một cái gì. Áo em mua rồi, vải đẹp lắm. Mọi người ơi, em cũng thích cái áo. Ok, cảm ơn Thu Trang nhá. Mọi người chưa mua hàng của shop bên em thì cứ mua một lần đi ạ. Mua một lần rồi muốn mua mãi mãi luôn. Cảm ơn Thu Trang nhá. Chị chốt cho dạ Si Tuyển màu trắng rồi nhá. Chốt cho dạ Si Tuyển đầm trắng rồi nhá. Váy em đang mặc em có bán không? Có nhá. Váy em đang mặc em có bán nhá. 220k. Váy em đang mặc 220k nhá mọi người nhá. Thư Nguyễn 50kg, 1m55 vừa em nhá, vừa Thư Nguyễn nhá, mặc vừa em ạ. Thư Nguyễn mặc vừa zin luôn em nhá. Cho em xem bộ chị đang cầm. Hả? Cái chị đang cầm đây á. Lấy màu nâu tây. Ok, chốt cho Thư Nguyễn. Thư Nguyễn để lại số điện thoại. Chốt cho Thư Nguyễn nhá. Chốt cho Thư Nguyễn một đầm nâu tây, để lại số điện thoại cho chị đi. Váy chị đang mặc 220k nhá. Chị xem váy đang mặc bao nhiêu tiền. Mỹ Duyên ơi, váy mình đang mặc 220k nhá bạn nhá. 220k nhá bạn nhá. Đây, áo da đây nè. Mình khoác vào cho mọi người xem nhé. Vâng, em ở bên sắt phân tiến không? Vâng. Chị vừa đặt váy trắng đúng không chị? Dạ vâng, vâng, chị theo chị sẽ chỉ về hàng chị. 435. Em đứng lên cho chị xem được không? Chị cao 1m50 nặng
1m50 nặng 55kg, không vừa đầm này đâu, không vừa đầm này nam mặc đâu nhé. Đầm này chỉ dành cho người từ 52kg đổ xuống thôi ạ. À, đây là áo da em đang mặc đây, áo da em đang mặc đây các chị ơi, áo da em đang mặc đây nhé. Lấy màu nâu tây nha bạn. Mỹ Duyên cho mình số điện thoại đi. Ở Nguyễn Hằng ơi, mình không bán sơ mi đâu nhá. Đấy là cả một set váy đấy ạ. 53kg miến Nguyễn, 53kg mặc được váy này không chị? Cao bao nhiêu? Miến Nguyễn bạn cao bao nhiêu? Áo da có size, áo da có size nhá. Size S, à nhầm, size M, size L, size XL nhá. Đây nhá, áo da đây. Áo da đây các chị nhá. Áo da này thì có 3 size nhá, M, XL, L và XL nhá. Đây, đầm em đang mặc đây. Chỉ còn vài cái màu nâu tây thôi ạ. Chị nào nhanh tay thì chốt đi ạ, có 220k thôi. Ờ, váy đang mặc 220k nhá. Ok, chốt cho chị Mỹ Duyên một nâu tây nhá. Chốt cho Mỹ Duyên một nâu tây này. Áo da em có sai nhá, Nga Nguyễn để lại cân nặng số điện thoại đi, em chốt đơn cho. Ở trên livestream của em chỉ tầm một chiếc váy màu nâu không ạ? Chị Phương ơi, nhớ là cái này nó bằng chị em của em này. Cao 1m58, nặng 53kg. 58, nặng 53. Hơi bị kích ở bụng đấy chị ạ. Nếu mà 53kg thì hơi bị kích đấy. Vì đợt này dành cho người từ 52kg đổ xuống mà. Bụng chị nhỏ, nếu mà bụng chị nhỏ thì vừa đấy. Còn nếu mà bụng chị to thì không vừa đâu. Váy mình đang mặc 220k nhá. 220k nhá. Váy đây không phải áo sơ mi đâu các bạn ạ. Đây là một set liền nhau luôn, không phải áo sơ mi đâu. Vâng, chị ơi chị đặt váy màu đen màu trắng nhé. Thương Nguyễn. Chị Thương Nguyễn cho số điện thoại rồi. Bờ đó. Mến Nguyễn mình cao 1m5. Áo da này mình có 3 size nhá, M, L và XL nhá, dành cho người từ 58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Áo da bao nhiêu? Áo da 220k nhá. Áo da 220k nhá bạn nhá. 220k này. Đây là áo da mỏng thời trang vai dưới nha, thêu công ở hai bên tay nhá. 220k nhá, bao giá bao chất cho các bạn luôn. Mình cam kết hàng các bạn nhận được là hàng mình đang livestream trên này nhá. Xin chào Đỗ Ngân. Áo da em 50kg, em mặc size nào? 50 cân em mặc size M nhá, Thương Nguyễn nhá. Thương Nguyễn 50kg mặc size M cho chị nhá. Thương Nguyễn mặc size M cho chị nhá. Thương Nguyễn đặt hàng để lại số điện thoại nhá. Thương Nguyễn đặt hàng để lại số điện thoại nhá. À Thương Nguyễn cho số điện thoại rồi. Áo da thì em mặc size M nhá, Thương Nguyễn nhá. Váy này không có size em. Bình thường chị mặc size M. Mến Nguyễn ơi, cái này không có sai đâu chị ạ. Cái này váy này thì dành cho người từ 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52kg đổ xuống mặc vừa nhá các chị nhá. 52kg đổ xuống mặc vừa. Hà Thanh váy bao nhiêu vậy bạn ơi? Hà Thanh váy 220k nhá Hà Thanh nhá. Váy 220k nhá Hà Thanh nhá. Hà Thanh có lấy không ạ? Hà Thanh mà chốt thì ok cho mình nhá. Hà Thanh chốt thì ok cho mình nhá. Chị cầm size gì vậy? À áo da à? Áo này chị cầm size L nhá. Áo này chị đang cầm là áo size L nhá. Chị đang cầm áo size L nhá Thương Nguyễn nhá. Chị đang cầm size L nhá Thương Nguyễn nhá. Em 50kg thì em chỉ mặc size M thôi. Thương Nguyễn
chốt áo da thì ok cho chị nhá, để chị dồn đơn luôn. Áo da chị cầm bao nhiêu? Áo da chị cầm 220k nhá. Áo da chị cầm 220k nhá các bạn nhá. Áo da chị cầm 220k nhá. Áo da 220k nhá. Váy em mặc 220k nhá. Ok. Vâng, em ở bên sắp xuống phía nha. Chị ơi, nãy xem là chị đặt áo quần. Váy. Xem váy đi ạ. Vâng, một xét váy nâu. Đặt thêm gì nữa chị? Vâng, chị ơi, cho chị đặt tiếng thì hàng chị. Đây nhá. Mặc lại áo da chị xem. Đây em đang mặc đây. Áo da có size XL nhá. Áo da 220k Phạm Yến. Bạn để lại chiều cao cân nặng đi. Mặc thử đi bạn. Đây mình đang mặc đây các bạn. Cho em mở bên shop không thế nào. Mình xin ra chung với chị là một chiếc váy màu gì ạ? Váy trắng đen ạ? Nhưng mà alo ạ. Vâng, nhưng mà chị nào? Chị Hà Thanh nhưng mà là màu trắng chỉ bé ạ? Màu bé, chỉ còn màu bé thôi, làm gì còn màu trắng nữa. Chị ơi, em biết là màu đen rồi nhưng mà cái cổ, cái áo sơ mi của nó là áo trắng hay áo áo be à? Chỉ có màu be thôi, lúc nãy chốt là chỉ có màu be thôi. Vâng. Vâng ạ. Thế thì là màu be chứ, màu trắng hết rồi. Màu trắng chốt hết rồi. Chị ơi, cái chị đang mặc là màu be mà. Vâng. Liền cả bộ chị ơi. Vâng, thế chị. Thế thì lấy màu be đi, lấy màu be đi cho đẹp. 15 tuổi thì mặc màu be chị ạ. Vâng. 15 tuổi của em mặc màu gì cho em mặc màu be chị nhá. Trời trẻ hơn. Có cái nào to nhỉ? Mình không nhá, mình không nhá. Cái này nó gọi là lưới nhưng mà nó nhỏ xíu à, lỗ nó nhỏ xíu như con kiến thôi. Không có cho người 70kg đâu nhá. Chị nhỏ hơn em thấy chị bị ốm mà. Vâng vâng. Mình ốm á. Mình hơn 49 cân đấy. Mình 49kg đấy Thư Nguyễn ạ. Nếu thế thì Thư Nguyễn lấy size L nhá. Nếu thế thì Thư Nguyễn lấy size L nhá. Hôm qua chị mặc size M thì vừa, nhưng hôm nay chị mặc size L nó hơi bị rộng một tí. Nếu thế Thư Nguyễn thì Thư Nguyễn lấy size L đi. Áo da giá bao nhiêu? Áo da này 220k nhá. 220k nhá. Còn bao nhiêu người xem? 55. Không có hạng người chiều còn hai mấy người chán. Chiều còn gần chị là 10 chứ 13 người. Còn 5 người. Mấy áo da quần được có 6 cái. Được có 6 quần nữa. Không biết lại được thêm quần áo. Chiều là áo da thôi, 6 cái được nha. Áo da với cái áo tiền dùng thế. Đúng không? Toàn mặc áo da, khách toàn đặt áo da mà. Áo da nhiều. Áo da 220k nhé. Xin chào Đặng Thị Hà. Cho em áo da. Đinh Nguyễn để lại số điện thoại và cân nặng đi. Cân nặng đi để chị lửa size cho Đinh Nguyễn. Có người đặt hai áo da. Vâng, đây tí em sẽ được. Đinh Nguyễn trên áo da này. Đang hỏi số điện thoại. Không tí chị bảo Vân Anh 47kg. 47kg mặc size M nhá. 47kg mặc áo size M nhá. 47kg mặc áo size M nha Thu. Bán cho em đi. Thu đặt, bạn Thu đặt hàng để lại số điện thoại nhé. Bạn mặc size M, bạn mặc áo da size M cho mình nhé. Đặt hàng để lại số điện thoại nhé. Thế nào cũng được. Chuyển khoản. Nhiều hết. Đấy, tức là sau một ngày tiền đã thế. Nhiều ngày. Dinh Nguyễn để lại số điện thoại đi. 48kg thì em mặc size M nhá, Đinh Nguyễn nhá. Mặc size M cho chị nhá. Em mặc size M cho chị nhá. Đinh Nguyễn mặc size M nhá, để lại số điện thoại cho chị nhá. Alo, chào chị ạ. Chị là chị anh Loan Anh. Còn ai chưa set váy em đang mặc không ạ? Còn ai chưa set váy em đang mặc không ạ? Chị còn một.
2, 3, 4. Đấy, em không mua ạ. Cái trắng này. Không ai chốt à? Chị cứ là lấy một cái này. Chị cứ chốt lấy trắng này. Dạ vâng, em không thích thủ kiến ạ. Hả? Chị cứ chốt thôi, chị bác lấy về mà. Dạ. Chị ơi, mẹ trên đây chị đi lên bên em có áo da size M đúng chị? Đến đi rồi. Ok, chốt cho Dinh Nguyễn cho số điện thoại rồi nhá. Cái váy mình đang mặc có cả màu trắng nha các bạn nhá. Váy mình đang mặc có màu trắng nhá. Váy mình đang mặc có cả màu trắng nữa nhá. Chị ơi, chị đọc lại cho em địa chỉ với ạ. Bình Trung dạ. Bình Tư ạ. Vâng ạ. Bình Sơn ạ. Lý do sao ạ? Bình Sơn, Quảng Ngãi. Còn chị nào đặt hàng nữa thì chụp lại màn hình inbox cho em nhé. Chị nào đặt hàng nữa thì chụp màn hình gửi inbox cho em nhé. Em kết thúc livestream ở đây ạ. Em nghỉ trưa đây, em xin chào tất cả mọi người nhé. Chiều nay em lại livestream tiếp ạ. Váy đang mặc bao nhiêu tiền? Váy mình đang mặc 220k nhé. Váy mình đang mặc 220k nhé, có màu nâu tây với cả màu trắng này, có hai màu, màu nâu tây với cả màu trắng nhé, màu nâu tây với cả màu trắng nhé các bạn nhé. Ba tiền nhé chị ơi, 3 tiền. Mọi người còn ai đặt hàng nữa thì cứ chụp lại màn hình đi, xong inbox cho mình nhé. Váy mình đang mặc là từ cho người từ 52kg đổ xuống mặc vừa nhé. Bạn đi lên đi. Vâng. Ok, chiều khách vậy. Vâng ạ. Đây bạn ơi. Đây nhá. Váy mình đang mặc đây nhá. Áo da size L. Ok, chốt cho Thư Nguyễn một áo da size L dồn đơn nhá. Chốt cho Thư Nguyễn một áo da size L dồn đơn. Thư Nguyễn dồn cho chốt váy đấy. Có nghe điện quay. Đây bạn ơi, mình lên đây. Đây này. 57kg không vừa đâu nhá. 57kg không vừa đâu bạn ạ. Cái váy này dành cho người từ 52kg đổ xuống thôi. 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Sai cho em mới mua bên chị đầu tiên á. Thư Nguyễn em mua đầu tiên đi, em cứ thử mua bên chị đi. Chị ba giá ba chất cho em luôn nhá. Mua một lần đi rồi lần sau em sẽ lại muốn tìm đến chị để mua nữa đấy Thư Nguyễn ơi. Ok, chị dồn đơn cho Thư Nguyễn nhá, áo da với cả váy nhá. Chị cam kết đảm bảo cho em là hàng em nhận được em vô cùng sẽ ưng ý luôn. Yên tâm đi Thư Nguyễn ạ. Chị Nga Lê bao nhiêu cân? Để lại cân nặng đi em tư vấn sai cho. Để lại cân nặng đi em tư vấn sai cho nhá. Xin chào Hương Hoàng. Mình cao 1m60 nhá. Mình cao 1m60 nhá bạn nhá. Nghỉ đi. Chào mọi người, hẹn mọi người buổi chiều 1:30 chiều. Áo da là 220k chị ạ. 220k nhá chị nhá. Alo ạ. Alo. Vâng ạ. Áo da 220k nhé các chị nhé, các chị kéo lại livestream của em xem đi ạ. Các chị kéo lại livestream của em xem đi ạ. Em xin chào tất cả mọi người nha, em đi nghỉ trưa lại chiều nay ạ. 2 giờ em livestream tiếp nhá. Chiều nay 2 giờ em livestream tiếp nhá. 61kg không vừa đâu chị Nga Lê ơi. Xin chào tất cả mọi người nha, hẹn mọi người chiều nay 2 giờ nhá.